không có niệm được cái ý chí của mình, cái nguyện chí của mình, không có khó gì. Đức Phật có cái pháp thân hành niệm, thân hành niệm tức là mình đi chứ không có gì hết. À, nó đừng biến, nó đừng đời con ngủ ngon trầm, đừng biến thì con bắt buộc nó phải đi. Đi bắt đầu con đi, con chú ý hai cái chân con, chân mặt bước, chân trái bước mà nó hơi, nó lại không có tỉnh táo, con lại nói to tiếng lên, chân mặt bước, chân trái bước, không thì con nói mà nó cũng còn như bình thường, con chưa chịu sáng thì con nói chân mặt dở lên, chân mặt để xuống, con nói ơi cái đó tỉnh con à. Đó là cái phương pháp thân hành niệm, nó giúp cho chúng ta tỉnh giác, không còn bị mong trầm tùy miên, không còn lười biếng. Nếu lười biếng đó, ông nào mà dám đi ra đó mà la hét như vậy đâu, phải xin nó chứ còn dùng biếng không được. Thôi, thì con nhớ pháp thân hành niệm thầy đã biết rồi.